Xin chào các fan của Winner và Sonic nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây bô Red Leo hàng zin luôn nha các bạn. Trên tay mình đang cầm một cây bô Red Leo hàng zin luôn. Và cũng để giới thiệu cho các bạn biết là những điểm khác biệt của cây bô Red Leo zin này và cây lô nó có những điểm khác nhau như thế nào nếu mà các bạn chưa có kiến thức về chọn bô hoặc là xem những cái bô nào là hàng real hoặc là hàng kém chất lượng. Để mình không bị vướng phải những cái thắc mắc như vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết hàng real nó sẽ có những đặc điểm khác nhau ở những cái điểm gì, thì mình sẽ nói cho các bạn biết ở video này nhé. Đầu tiên thì mình muốn nói tới cho các bạn biết là hàng real á thì là cái cổ bô đó, thì được nhà sản xuất người ta làm một cái cổ bô của nó rất là sáng bóng và rất là đẹp nhá. Đó là điểm thứ nhất, là cái cổ bô sẽ sáng bóng như vậy. Nó khác cái cổ bô thông thường á, là cổ bô thông thường á, hàng fake á, thì nó chỉ là bằng inox 204 thôi nha các bạn. Đó. Còn cái này thì sẽ được mạ một lớp chrome cực sáng và nhìn cây bô rất là bắt mắt và rất là đẹp như khi chúng ta gắn lên cái xe của mình. Và điểm một điểm thứ hai nữa là mình muốn nói với các bạn ở đây là cái phần như thế này. Đó, cái này là cái để bắt lên cái họng bô của mình nè. Đó, cái này nó rất là dày nha các bạn. Đó. Cái này là rất là dày. Đây là điểm thứ hai khác biệt của cây bô Red Leo này nhá. Đó. Đấy. Cái này nó dày tới 7 ly rưỡi nha các bạn. Đó, lên rất là dày, độ siết của nó lên thì sẽ không có bị cong vênh cái bát này. Đó. Đó là điểm thứ hai. Và điểm thứ ba nữa mình muốn nói với các bạn nữa là khi các bạn chọn cây bô, khi đi mua cây bô nào đó, khi chúng ta muốn tìm được thì các bạn hãy để ý cái nút cảm biến này nhé các bạn. Nút cảm biến này thông thường á là cái nút cảm biến của cái dòng bô này á, thì khi người ta vặn nút cảm biến lại thì nó sẽ khít hết cái con ốc và cái lông đền của cái con ốc đó sẽ sát vào đây luôn. Đó, sẽ sát 100% luôn chứ không sát kín luôn như vậy, chứ không có bị hở nhá. Như mình cũng đã từng ráp những cái cây bô mà hàng fake á, thì khi mà mình lắp cái con ốc cảm biến vào đây thì nó sẽ bị dư, cái con ốc nó sẽ trồi lên và vặn không hết được con ốc đó. Đó là điểm thứ ba của cây bô này, là mình muốn nói giới thiệu với các bạn là như vậy. Cây bô khi chúng ta lắp ráp cái cảm biến vào đây nó sẽ kín hết con ốc và vặn siết chặt cái lông đền bằng đồng đó, thì cái nút này nó sẽ kín nha các bạn. Còn cái bô lô ấy thì nó sẽ không thể mà vặn hết được. Đấy. Và điểm thứ tư của cái bô này đó là mình giới thiệu các bạn là tất cả các mối hàn. Đây, mình xoay cận cảnh cho các bạn luôn. Các mối hàn được hàn rất là chắc chắn. Đấy. Trên cổ bô luôn nhé các bạn. Đó. Hàn rất là chắc chắn. Mà đây có thể mình xoay chiều này rất là dày, từ cái bát này cho tới cái bát này. Bát này vì cây bô này là bô zin nhé các bạn, khi mình ráp lên xe á, thì mình phải bắt con ốc này ở đây, vì cây bô này thật sự rất là nặng. So với các bô thông thường kia thì cây bô này nặng lắm, rất là nặng. Nếu mà chúng ta không bắt được cái này vào đi, cái xe của chúng ta nó sẽ rất là rung nhá. Các bạn lưu ý ở cái điểm này nhé. Đấy. Đó là điểm thứ 4. Và đây là điểm thứ 5 mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Ở cây bô thường thì cây bô mà bô rin á thì đấy, bạn thấy không? Các bạn thấy cái đường sọc của cái bô này không? Đó. Cái bô này là được đúc luôn nha các bạn, đúc liền luôn nên nó sẽ có được những cái đường sọc như thế này. Đó, và cái đường của cái cây bô mà bô phay á thì nó không có những cái đường này nha các bạn, nó chỉ là liền luôn và nó không có được cái viền như vậy. Đó. Điểm thứ năm để các bạn nhận diện cây bô zin là nó như thế này nhé các bạn, và bô lô không bao giờ có được. Đấy, bô lô nhé. Đó. Bô lô là không có được, và hai cái đường viền đây được của hai bên đúc lại với nhau nhé các bạn, nên là không bao giờ bị bung
mối hàn hay là cái gì hết, nên các bạn hoàn toàn yên tâm ở những cái điểm điểm hàn này nhé các bạn. Điểm hàn cực kỳ chắc chắn luôn, mình phải nói là hàn rất đẹp đó. Điểm thứ sáu nữa là này, tất cả các cái đường bô, tất cả các cái đường inox ở trên này mình soi cho các bạn xem. Đây là những cái bô mà bô phay á, thì những cái này sẽ được làm rất là sắc góc như vậy này, rất sợ nha bọn, khi chúng ta đụng tay có thể bị xước. Nhưng mà cái bô này thì người ta sẽ được làm uốn lượn rất là mềm mại đó, chúng ta chỉ cần nhìn vào là chúng ta biết được ở hàng phay hay là hàng zin ngay nhé các bạn. Đó. Đó, tất cả những cái đường nét này. Và một điểm nhận diện cực kỳ quan trọng nữa, các bạn có thể thấy trên cái cây bô hàng zin á, hàng zin là cái này này, người ta sẽ làm thẳng và che những cái đường này đi. Đó, che cái đường nối ở chỗ này đi. Đó, nhìn cái nó tựa nó thẳng với nhau. Đó. Và cái bô cái này á, họ làm rất là chắc. Mình sẽ đây này, cái bát ở trong này mình mở ra cho các bạn coi. Khi ở trên cái bô lô á, thì trên cái bát này á, thường là hoàn toàn không có cục cao su nha các bạn, nên là khi các bạn gắn ốc lại nó sẽ kêu mà kêu rè rè, nghe không sướng tai tí nào hết á. Đó, trong này có cục cao su độn hết cục cao su luôn nhé các bạn. Đó, khi chúng ta siết ốc lại thì nó sẽ không có bị kêu, không tạo ra tiếng kêu nhé. Và ở trên này á, các bạn thấy không, mình sẽ soi cận cảnh nhé các bạn, từng cái mối hàn của con ốc này và cái mối móc của cái bát này được hàn rất là chắc chắn. Đấy, hàn rất chắc luôn. Đấy, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Về một điểm nữa, để nhận diện cây bô này, về cây bô hàng zin này á, thì tất cả các cái mối ni vê, các bạn thấy nhé, hai mối ni vê, cái ni vê này được đính một ni vê loại nhỏ và rất là chắc nhé, chứ nó không như hàng zin, hàng phay đâu nhé. Hàng phay thì nó có tới 3 cái để giữ cái ấy bên trong, cái lòng ở bên trong, nhưng cái này nó chỉ cần giữ hai cái thôi. Sản phẩm này làm cực kỳ chất lượng và ưng ý. Đó là một số điểm mà mình muốn chia sẻ cho các bạn cách nhận diện cây bô zin và bô phay ở trong cái video này. Thì một số điểm mà các bạn, nếu các bạn xem xem cái video này của mình, thì chắc chắn các bạn sẽ rất là tự tin khi đi lựa chọn cho mình những cây bô nào là bô zin hoặc là bô phay. Những cái điểm đó mình sẽ chỉ ra các bạn là tới 5-6 điểm để các bạn nhận diện ra cây bô. Và chúc các bạn thành công. Mong sao các bạn không phải mua phải những cái cây bô mà hàng không đạt chuẩn. Đôi khi chúng ta bị những đối tượng lừa gạt này nọ nha các bạn. Đây là mình muốn gửi tới các bạn những cái thông tin cần thiết trước khi lựa chọn những cây bô mà hàng xịn nhất cho mình. Đây là cây bô Red Leo nha các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ.